cái kia xếp vào được không? Được. Ừ, bác không xếp được. Mình bỏ cái cuôi xuống đấy xong rồi đi lại cho bác rồi. Thank you.
Bác lấy bao nhiêu tiền công? Chỉ bác thôi. Chỉ bác? Vâng. Bác cho 50.000 nhá. Vâng. Có mệt không? Có. Có, thì để bác lấy cho một chai nước uống nhá. Vâng. Uống đi. Lên lên đi trên này uống đi. Khi nào đỡ mệt thì về. Em đợi chị nhá, chị lên trên kia xem rượu nhá. Bye bye. Cảm ơn anh bác nhá.